Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình tìm hiểu các loại visa Úc cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay, trong số thứ 6 được phát hành, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về visa Úc dịp 417 là dịp làm việc trong kỳ nghỉ các bạn nhé. Thì visa làm việc trong kỳ nghỉ dịp 417 là visa tạm trú dành cho những người trẻ tuổi muốn du ngoạn kết hợp làm việc tại Úc trong thời gian lên tới 1 năm. Visa này được ra đời nhằm mục đích khuyến khích giao lưu văn hóa và thắt chặt hơn những cái mối quan hệ giữa Úc và các nhóm nước ưu tiên nhận loại visa này. Visa làm việc trong kỳ nghỉ xin lần đầu, các bạn cần ở ngoài lãnh thổ Úc khi nộp đơn xin visa lần đầu và khi kết quả visa được thông báo. Visa làm việc trong kỳ nghỉ xin lần 2. Nếu các bạn nộp đơn xin visa tại lãnh thổ Úc, các bạn cần ở lại lãnh thổ Úc khi visa được cấp. Nếu các bạn nộp đơn xin visa ngoài lãnh thổ Úc, các bạn cần ở ngoài lãnh thổ Úc khi visa được cấp. Những hồ sơ thủ tục cần thiết thì gồm có bản sao công chứng hộ chiếu hiện thời của bạn, bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc hộ khẩu của bạn, trong đó ghi rõ tên cha mẹ, hai ảnh thẻ cỡ hộ chiếu. Nếu các bạn đã từng phục vụ cho quân đội, xin cung cấp thêm bản sao công chứng các giấy tờ chứng nhận nhập ngũ và giải ngũ. Bản sao công chứng, bản sao kê ngân hàng chứng minh rằng các bạn có tối thiểu 5.000 đô la Úc trong tài khoản. Quyền lợi và nghĩa vụ của người xin visa Úc làm việc trong kỳ nghỉ như sau. Về quyền lợi, visa loại này cho phép các bạn sinh sống tại Úc trong thời gian lên tới 12 tháng, làm việc cho mỗi doanh nghiệp ở Úc trong thời gian tối đa là 6 tháng và không có quy định hạn chế nào cho vị trí công việc mà các bạn có thể đảm nhận. Học tập tối đa là 4 tháng, xuất cảnh và nhập cảnh vào Úc nhiều lần khi visa còn hiệu lực. Hưởng lương hưu, Úc có chương trình lương hưu bắt buộc, do vậy các bạn có quyền lợi được hưởng khoản lương hưu dành cho thời gian các bạn làm việc tại Úc khi các bạn rời khỏi Úc. Về nghĩa vụ, các bạn phải tuyệt đối tuân thủ các điều kiện của visa cũng như là luật pháp Úc. Các bạn không được quyền mang theo con nhỏ phụ thuộc bất kỳ nào trong thời gian ở Úc. Làm việc tại Úc, mục đích chính của việc bạn sang Úc bằng loại visa này là để hưởng một kỳ nghỉ dài. Các bạn có thể làm bất cứ công việc gì khi ở Úc, tuy nhiên các bạn chỉ có thể làm việc với mỗi nhà tuyển dụng trong thời gian tối đa không quá 6 tháng. Thời hạn 6 tháng này áp dụng cho mọi loại hình công việc, bao gồm như là toàn thời gian, bán thời gian, thời vụ, theo ca, công việc tình nguyện, đào tạo tại nơi làm việc hoặc là tự kinh doanh. Các bạn cũng có thể được chấp nhận làm việc nhiều hơn 6 tháng tại một doanh nghiệp trong những trường hợp ngoại lệ. Nếu các bạn được cấp visa 417 lần 2, các bạn có thể quay lại làm việc cho doanh nghiệp các bạn đã theo làm trước đây với visa làm việc trong kỳ nghỉ lần đầu thêm 6 tháng nữa. Về học tập, các bạn có thể được học tập tại Úc trong thời gian tối đa là 4 tháng. Thời gian này chỉ được tính dựa trên thời gian học tập thực tế của bạn. Tuy vậy, cuối tuần kỳ nghỉ lễ và thời gian nghỉ trước kỳ thi cũng được tính vào thời gian học tập thực tế. Để tìm hiểu thêm về chi phí cũng như là những điều cần lưu ý khi xin visa Úc dịp 417, các bạn hãy truy cập vào website của chúng tôi là duhocuc.info hoặc gọi điện thoại theo số điện thoại 3848 4879 hoặc 3838 2080 để được các tư vấn viên của chúng tôi hỗ trợ. Các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang và không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.